việc về Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã trở thành chủ đề bàn tán những ngày gần đây của đông đảo người dân. Trên những thông tin thật giả lẫn lộn của các trang mạng hiện nay, nhiều luồng ý kiến trái chiều đã nổ ra. Bàn luận về tai tiếng gần đây của hai đồng nghiệp, các sao Việt cũng đã lên tiếng. Diễn viên Kim Anh được đông đảo khán giả biết đến với vai mây trong sóng ở đáy sông bàn diễn của Xuân Bắc cho rằng hai nam nghệ sĩ trong vụ việc ở Tây Ban Nha đang gặp vận đen thôi, chứ độ tuổi 17 là tuổi mới lớn rồi, nên làm gì có chuyện ép buộc ở đây, kèm theo đó là lời khẳng định. Hổ báo sa cơ, không nhờ chó mèo phân xử. Sau đó, cô tiếp tục bày tỏ, trong đời mỗi người sẽ có một thời điểm không thể quay đầu lại, và trong vài trường hợp, thời điểm đó là lúc cậu không thể tiếp tục được nữa. Và khi ta chạm đến thời điểm đó, mọi thứ ta có thể làm chỉ là chấp nhận sự thật. Đó là cách mà chúng ta tồn tại, tất cả chúng ta đều là những con người không hoàn hảo, sống trong một thế giới không hoàn hảo. Vậy nên, tôi bên các bạn tôi đấy, tôi bên đồng nghiệp của tôi đấy, thì sao? Các bạn tôi làm đúng tôi cũng bên, làm sai tôi cũng bên, Bên ngu, tôi cũng bên đấy. Bởi vì trong cuộc đời, ai chả có sai lầm. Bởi vì tôi muốn các bạn tôi còn nơi để về, còn có các bạn ở bên, còn cảm thấy ấm áp. Tôi thế đấy, thì sao? Vì với tôi, họ là bạn, là đồng nghiệp của tôi. Bên cạnh những nghệ sĩ lên tiếng bên vực, thì một số người tỏ ra đồng tình và khuyên khán giả không nên đưa ra kết luận trước khi có thông tin chính thức nhắc đến sự việc này nghệ sĩ nhân dân việt anh cho biết ông có đọc thông tin về hai nghệ sĩ và chia sẻ tôi thấy đó là điều đáng buồn nghệ sĩ nhân dân việt anh mong vụ việc hai nghệ sĩ sớm được làm rõ tuy nhiên nghệ sĩ nhân dân việt anh thấy không công bằng khi một số cư dân mạng chỉ vì trường hợp của hai cá nhân này mà vơ đũa cả nắm bởi ông quan niệm ai làm thì người đó chịu ông bày tỏ quan điểm Tôi nghĩ bất kỳ nước nào với trường hợp truy tố tội đó thì người ta cũng xác minh một cách rõ ràng rồi mới truy tố. Đó có thể là hành động bộc phát của cá nhân, nhưng họ làm nghề nghiệp này, tôi thấy đáng buồn. Trên trang cá nhân nhắc đến vụ việc này, ca sĩ Thái Thụy Linh liên tục có những bài viết tỏ quan điểm, sốc, thôi thì mong điều tốt lành nhất sẽ đến với những người vợ và những gia đình. Tiếp đó, cô tiếp tục đăng tải, đàn ông mà dám làm thì dám chịu đi, nên cứ tấn công họ thoải mái cho chết nếu bạn muốn chỉ xin bảo vệ phụ nữ và những đứa trẻ hãy thương nhưng đừng thương hại xin đừng bình phẩm đừng hả hê moi móc dưới dòng trạng thái nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và đồng ý với quan điểm của nữ ca sĩ bình an cũng gây ra tranh cãi khi đăng dòng trạng thái ẩn ý xin phép unfriend hết những ai không cùng quan điểm nhé thực sự đáng sợ những con người như vậy đúng sai chưa rõ mà đã hùa nhau ra nói xấu rồi cười người hôm trước, hôm sau người cười. Nhưng chỉ sau vài phút đăng tải, nam diễn viên nhận nhiều bình luận gay gắt, sau đó không lâu, Bình An phải xóa dòng trạng thái trên trang cá nhân. Trước vụ việc gây xôn xao, nữ nghệ sĩ vừa chia sẻ là bài viết liên quan và chia sẻ rằng, ở nước ngoài, các bé gái phát triển sớm, trải nghiệm cũng sớm, chẳng qua do hai nam nghệ sĩ đẹp trai lại nổi tiếng nên mới to chuyện. Đàn ông đi nước ngoài, ông nào chẳng thử râu ngô một tí, không chủ động thì cũng bị tác động bởi bạn bè hoặc fan hâm mộ mời, tặng, ma. Ở bên nước ngoài, các bạn nữ phát triển dậy thì sớm, trải nghiệm cũng sớm từ 12-13 tuổi cơ. Vào đúng hai anh đẹp trai lại nổi tiếng nên thành to chuyện, có khi là người bình thường thì bạn nữ kia ok ngay. Trước vụ lùm xùm của diễn viên Hồng Đăng, dàn diễn viên hiện đang đóng thương ngày nắng về, cũng bị vạ lây từ vụ việc của bàn diễn. Cụ thể với bài viết của Doãn Quốc Đam, nhiều bình luận đề cập đến những ồn ào sau quanh Hồng Đăng, không quên cà khịa khiến nam diễn viên khó chịu. Trả lời những bình luận ác ý, Doãn Quốc Đam viết, Em ơi, người ta không động tới em thì cũng đừng nên động vào người ta lúc cơ quan chức năng chưa công bố. Chưa cái gì rõ ràng thì đừng phiến diện vội em ạ. À. Dìm người khác xuống cũng không làm mình tăng lên được cái gì đâu em. Không nên tỉa, mặc dù việc này chả liên quan gì tới anh. Trước sự mất bình tĩnh của nam diễn viên, nhiều cư dân mạng nhắc nhở anh là người của công chúng nên chú ý lời nói, tốt nhất là ngó lơ những bình luận ác ý và chặn những tài khoản đó. Trước khi những thông tin vụ việc hai nghệ sĩ Việt tại nước ngoài được xác thực, kính mong quý vị tỉnh táo để lựa chọn được những thông tin chính xác nhất, không nên mù quáng tin vào những thông tin không xác thực và đưa ra những nhận định sai lầm.